Cò đen Mỹ, thông tin thú vị về loại chim này. Tên thường gọi là của Mỹ, tên khoa học là Kovu Berzaki thuộc lớp chim, chúng ăn tạp, tuổi thọ từ 4 đến 8 năm, kích thước từ 43 đến 53 cm, trọng lượng 368 đến 454 g. Chúng có mặt từ miền Nam Canada tới dọc khắp nước Mỹ. Khi trưởng thành, ngoại trừ đôi mắt nâu thì cả thân hình của chúng sẽ được bao phủ bởi một màu đen tuyền. Lông chim mềm và hơi bóng của Mỹ khá ồn ào. Loài này được nhận biết bởi tiếng kêu to và rõ ràng của mình. Chúng hay bị nhầm lẫn với các cá thể quả thông thường. Tuy nhiên, kích thước cơ thể của quả Mỹ nhỏ hơn, phần cánh và đuôi khá nhọn, tiếng kêu khàn, cùng hình dạng mỏ khác với người anh em kia. Tuổi thọ chung của một con quả Mỹ khi sống trong tự nhiên là từ 7 đến 8 năm, nhưng những cá thể được nuôi nhốt trong lồng có thể sống đến 30 năm. Quả được coi là một loài chim rất thông minh khi mùa đông đến quạ thường tụ tập thành các bầy đàn lớn vào chiều muộn ở những nơi có cây cổ thụ quạ mỹ có thể ăn hầu hết tất cả mọi thứ từ côn trùng các động vật nhỏ như ếch cho tới trái cây và quả hạch chúng thích sinh sống ở những nơi thoáng đáng có nhiều cây cối đôi khi loài này còn được tìm thấy ở xung quanh vườn rau nữa ngoài ra quạ còn sống ở các khu vực ngoại thành và trong công viên tuy ít bị tấn công nhưng những con quạ trưởng thành lại có thể là con mồi của cú sừng lớn diều hâu đuôi đỏ hoặc đại bàng quạ mỹ thường sống cùng nhau như một gia đình thực thụ hai giống đực và cái tạo thành một cặp cùng nhau sinh sản và xây dựng tổ ấm. Loài này thường đẻ từ 4 đến 5 của trứng mỗi lứa vào mùa xuân hoặc mùa hạ. Sau khoảng 5 tuần sống dưới sự bao bọc và chăm sóc của mẹ, chim non bắt đầu học cách bay và bắt mồi. Kể cả sau này khi lớn lên, quả con cũng sẽ ở gần nơi mình sinh ra để giúp bố mẹ chăm sóc các em. Tổ của quạ Mỹ khá lớn và cồng kềnh, chúng gần như luôn luôn xây tổ trên cao, trong những bụi cây lớn hoặc những cây gỗ sồi, rắn, gấu trúc và mèo được thuần hóa là những loài vật thường xuyên ăn cắp trứng quạ nhất ngày nay loài này được quốc tế bảo vệ theo hiệp ước chìm di trú mặc dù một số lượng lớn của mỹ đã bị giết bởi con người để phục vụ mục đích giải trí và cũng là một phần của chiến dịch diệt trừ quạ nhưng chúng vẫn xuất hiện rất phổ biến và rộng rãi